ngày 17 tháng 6, thông tin cho biết tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chốt xong hợp đồng với một đội bóng ở Lito, Pháp. Quyết định được đưa ra sau khi Quang Hải trực tiếp tới Pháp thời gian qua để làm việc với đội bóng mới. Bỏ qua một số đội bóng châu Âu, ekip của Quang Hải đã chọn đội bóng đang thi đấu ở Lito. Điều này xuất phát từ mong muốn của Quang Hải sẽ được đảm bảo điều kiện tốt nhất để phát triển chuyên môn. Truyền thông Pháp và Trung Quốc trước đó cũng đưa tin Quang Hải sẽ thi đấu cho một đội bóng tại Pháp. Danh tính đội bóng mới của Quang Hải hiện vẫn được giữ kín. Mới đây, người đại diện của Quang Hải cũng cho biết anh đã có quyết định, nhưng hợp đồng mới chỉ chính thức được xác nhận sau khi tiền vệ đội tuyển Việt Nam thực hiện kiểm tra y tế. Đây thực tế chỉ là bước hữu tục. Về cơ bản, đôi bên đã nhất trí các điều khoản. Litu được đánh giá là giải đấu thích hợp để Quang Hải hữu sức. Trên thực tế, số lượng các cầu thủ châu Á Thành công ở những giải đấu vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ điểm trên đầu ngón tay, cái tên số 1 được nhắc đến hiện nay là tiền đạo Son Heung-min của Hàn Quốc đang chơi bóng tại ngoại hạng Anh.